xin cảm ơn các bạn nha. Mấy bữa mình quay vlog nhiều rồi mà có gì rất rất là nhiều các bạn comment nói là anh ơi quay à, như là quay game rồi gì đi mà mấy bữa mình không rảnh nha, mà chưa ngay mình sẽ quay một trò chơi nha các bạn. Hai một trò chơi thứ nhất đến cờ trò chơi thứ hai không biết không, mình không biết nên chơi gì vậy. Thôi bây giờ vô chơi nào, let's go. Bây giờ chơi nha các bạn. Chồng mình chúc nhau mình xin tin nhắn đó. Bây giờ mình sẽ chơi trò nào có trò nào vui vui á. Ôi thôi mình chơi trò sau này đi, mình chơi trò sau hết không. Phần chữ nữa. Trò này là mình lại rất là thích luôn. Bài chơi thôi, let's go. Bài mình sẽ chơi lâu chút xíu thôi. Thôi bây giờ mình không thích chơi trò, mình sẽ chơi trò đúng rồi, mình sẽ chơi trò Ngọc Anh. À đúng rồi, trò chơi con mực, trò chơi bạn mấy bạn thích luôn rồi. Em mình sẽ chơi trò chơi con mực vì nó đang rất là khó. Mình chơi rất là giỏi nha, được cả thứ mình. Mình chơi thôi, let's go. Why? Chơi thôi. Các bạn thấy video mình hay, like, share cho mình một like nha. Bây giờ mình sẽ chơi con mực cho các bạn xem. Bấm vô play. Ê sao mình không chạy? À đây. Hồi lấy chút xíu nha các bạn. Gồng nhảy gồng. Đây. Ê vô chơi rồi nè. Hoàn. Chú có đứa mà bị nha các bạn. Chọn hơi bị giỏi rồi đó mình. Đừng riêng nha các bạn, chọn rất là khó. Khó ơi là khó.
dạ, mình chơi ngu di chuyển, thôi chơi liều chút xíu thôi. Trò này cũng cái buồn cái trò dám nha các bạn, bạn các bạn chơi trò này em xịt máu đồ đây. Thôi bê cho trò nào vui vui. Ê, đúng rồi cái trò này nha, trò này không ngờ các bạn thất vọng đâu. Bây giờ thôi ngày nãy mình chơi voi, mình chơi đến level 1 b mình mới chơi nha, ở level 1 rồi. Nãy mình quay mình chơi tự nhiên cái điện thoại họ có, mình quay mình chơi điện thoại mà pin á. Ôi trời ơi, quảng cáo, mình dán quảng cáo đó các bạn ơi. Dâm ba quảng cáo à, mình rất là ghét quảng cáo luôn nha các bạn, chơi rất là dễ bị lát luôn. Ui gì hả, ghê hả ngọc. Ui bùm bùm ba xì bờ ân chết rồi, biết cory luôn, đơn giản luôn á. Mình sẽ mua máu nhiều vô để còn chiến thắng nữa chứ, cho mua mọc ít thì mà ai chơi. Họ hơi gâu bây giờ bong bóng mình bị bể rồi, chị kêu bong bóng chi ai thế, cái điện thoại mình cứ nhắn tin nhắn hoài à các bạn ơi. Hơi nữa ấy có cái kia mình xong là mình chết rồi. Ngọc à kêu con. Ui nó xong rồi, ngọc ao. Hầm quảng cáo nhiều lắm các bạn ơi. Ui về chiến thắng rồi, chứ rồi. Đơn giản luôn. Bây mình sẽ chơi như thế nào, mình sẽ nâng cấp. Giờ mình sẽ nâng câu máu luôn. Ôi xong rồi hả, Scarf mà tại mình rất thích chơi à, game nó có chạy siêu cấp của mình à. Ngáp với cái ao hơi bồn và bẻ kiếm rồi. Mình sẽ đẩy nó xuống ra sẽ co khổng lồ mà á, cũng kinh ghê, chiến thắng gọi thêm. Mình sẽ không biết skin mình đổi thì skin gì á, à vẫn là skin bình thường hả. À hôm khi mình để bút đèn mình sẽ mua các loại skin 360 hả, cái skin quan trọng nhất. Thôi bây giờ mình sẽ chơi tiếp tục để có tiền nha. Nếu mình có tiền cái gì đó chính là mình sẽ mua skin đồ nhiều lên. Mò à ờ bốc cháy phánh, mình sẽ chơi lại nha. Ngày thôi mình không bỏ cuộc đâu, mày ngày chắc mình thua rồi. Ui đúng rồi, thế bán chơi thôi, chơi lại nha các bạn, cháu có sẵn đi. Ôi rồi hẳn chưa mày, lịch sử hơi góc e quảng cáo, trời ơi, mình ghét quảng cáo. Đúng rồi. Thôi mình chơi lại đi, nó mạnh quá.
trời. Bầm mẹ ấy. Cái trò chơi này là còn quảng cáo không nha các bạn. Nó hơi cất chút xíu nha, vẫn chơi vui. Hay xe mày mạnh đâu à, còn nó bị chiêu tám đánh bốn bị năm trúng mười nữa rồi nha các bạn. Ai biểu chân ngu hơn khi oh my god, lào khùy, lần này là mình chơi luôn, không sợ mưa rồi. À, bùm 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 bắn, hey. Yeah, rồi bắn cột đá bay lên trời luôn. Mấy lát thôi chứ không phải mấy lát là oh my god là we rồi nghe em hoàng bay mới chơi là cửa đào chết. Bùm bùm biết câu rồi rồi. Vậy thôi nha các bạn, mình chơi đến đây được rồi. Rất bye bye các bạn nha. Giúp các bạn hãy video mình hay like share cho mình kênh nha. Bye bye các bạn. Bye.